Kính chào quý khán giả đang xem chương trình An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình và Ban An toàn Giao thông Bình Thuận phối hợp thực hiện. Chương trình kỳ này có một số nội dung đáng chú ý sau. Xây dựng cầu Văn Thánh. Các địa điểm phân cấp đăng ký xe cơ giới đường bộ. Thiết lập lại trật tự giao thông nơi các trường tiểu học ở thành phố Phan Thiết. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Văn Thánh, thành phố Phan Thiết. Theo thiết kế, cầu Phan Thánh được xây dựng tại nút giao ngã ba chữ Y, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, có chiều dài 179,85m, chiều rộng cầu 19m, trong đó chiều rộng phần xe chạy 15m, chiều rộng lề bộ hành và lan can mỗi bên 2m. Việc xây dựng cầu Phan Thánh nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa giữa khu vực khu dân cư Văn Thánh và khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại 2 và củng cố an ninh quốc phòng tại địa phương. Thời gian thực hiện dự án 4 năm kể từ năm 2022 đến năm 2025. Công an tỉnh Bình Thuận thông báo việc phân cấp và các điểm đăng ký xe cơ giới đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được thực hiện kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022. Các địa điểm cụ thể như sau. 1. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ móc, semi-rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 2. Công an các huyện, thị xã sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký cấp biển số các loại xe như xe ô tô, xe máy kéo, rơ móc, semi-rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình và các loại xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương. 3. Công an cấp xã sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cho các loại xe như xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với người nước ngoài tại địa phương mình, đồng thời tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe hết niên hạn sử dụng. Công an tỉnh Bình Thuận thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận biết để thực hiện theo quy định. Mặc dù có nhiều giải pháp, nhưng tình hình mất trật tự an toàn giao thông tại các trường tiểu học ở thành phố Phan Thiết vẫn tái diễn. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phan Thiết, năm học 2022, thành phố Phan Thiết có 33 trường tiểu học với hơn 21.800 học sinh. Còn số này cũng đồng nghĩa có hàng ngàn phụ huynh đưa đón con của mình, không thể tự đi xe đến trường. Đây là lý do khiến các cổng trường học lúc nào cũng đông người, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Tại các cổng trường tiểu học trên địa bàn thành phố Phan Thiết như Phú Thủy 1, Phú Thủy 2, Phú Trinh 1, Phú Trinh 3, Đất Tháng 1, Đất Tháng 2, vào giờ học sinh đến trường hoặc tan học, thường xuyên diễn ra cảnh ô tô, xe máy dừng đổ bên trên lề đường, vỉa hè và giờ cao điểm, các loại xe dừng đổ tràn ra cả lòng đường để đưa đón con, gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông. Trước đây một số trường tiểu học ở Phan Thiết chưa được xây mới, lề đường hay vỉa hè thường chật hẹp và không được lát gạch, dọn dẹp sạch sẽ, nên phụ huynh không có chỗ đậu xe. Năm học 2021-2022, nhiều trường tiểu học cũ được xây mới, lề đường vỉa hè đều được lát gạch hoặc đổ bê tông bằng phẳng, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đổ xe đón con trước cổng trường, gây cản trở giao thông. Trước thực trạng này, các trường tiểu học Phú Trinh 3, Phú Thủy 1, Đất Tháng 1 có quy định cụ thể nơi đậu đổ xe phụ huynh, sắp xếp giờ tan học không cùng lúc để hạn chế ùn tắc giao thông. Tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường thì đối với trường Phú Trinh 3, các em học sinh của trường có giờ ra về sớm hơn với trường Phan Bội Châu là các yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là may mắn trường Phú Trinh 3 cũng được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, nhất là công an phường Phú Trinh và đoàn phường Phú Trinh cũng đã về đây, cũng có treo những cái bảng và tuyên truyền cho phụ huynh học sinh đứng sát ra hai bên đường và đứng trên vỉa hè, không có đứng trước cổng trường để cho xe dễ lưu thông và các học sinh cũng thuận tiện cho đưa đón các em học sinh. Thì việc bố trí đi lại của học sinh là phân luồng cho học sinh đi theo các cổng. Tại nhà trường có 3 cổng của 3 trục đường: đường Trần Hưng Đạo, đường Chu Văn An và đường Triệu Quang Phục. Do đó là phân chia theo luồng của tất cả các khối lớp. Khối lớp 1 và khối lớp 4 thì đi theo đường Trần Hưng Đạo, khối lớp 2 thì đi theo đường Chu Văn An, khối lớp 3 và khối lớp 5 thì đi ở đường Triệu Quang Phục, và chia theo giờ mỗi khối cách nhau là 10 phút. Và các giáo viên trực ở mỗi cổng. Sau một cái thời gian nghỉ học sinh không đến trường do dịch bệnh, khi mà quay lại học á, thì lại có cái dấu hiệu là ùn tắc cục bộ. Thì có thể nó tập trung vào mấy cái việc. Một là cái tình hình học sinh khi mình trở lại trường á, thì có thể nói là cái số lượng nó rất là đông so với lại cái thực tế của cái cơ sở hạ tầng, mà trong đó là những cái vỉa hè. Cái thứ hai ấy, là đây là cái trục đường chính, thành ra là ngoài cái việc mà cha mẹ học sinh đưa đón con bằng cái xe máy thì vẫn có một số phụ huynh vẫn đưa đón con bằng cái xe ô tô. Cộng thêm á, thì đối diện trường là toàn bộ các cái khu là khách sạn, là trung tâm làm đẹp, là ngân hàng, thì phần lớn những khách hàng họ đến họ giao dịch họ đều đi xe cái ô tô. Tất nhiên xã hội phát triển thì cái việc mà đưa đón con cũng như đi làm bằng xe ô tô đó là một cái xu hướng tất yếu, là tích cực. Tuy nhiên trong cái cụ thể thực hiện an toàn giao thông thì rõ ràng đâu đó nó cũng làm ùn tắc về cái cục bộ của nhà trường. Ngoài những phụ huynh tuân thủ theo quy định của nhà trường, vẫn còn nhiều phụ huynh đổ đầu xe không đúng nơi quy định. Có người còn thiếu ý thức đưa đón con đi học nhưng lại đổ đầu xe ngay cổng trường, gây cản trở lối vào cho các phụ huynh khác. Mặt khác, vị trí cho các phụ huynh dừng đổ bên ngoài hoặc trong sân trường lại quá chật chội. Có trường gần như không có nơi đậu đổ xe. Việc này khiến tình hình giao thông ở khu vực cổng trường phức tạp, lại càng thêm phức tạp hơn. Đây là thực tế diễn ra hàng ngày tại nhiều trường học, đặc biệt là các trường có vị trí nằm trên các trục đường chính với mật độ giao thông cao. Bên cạnh thiếu chỗ đậu xe và ý thức chưa tốt của các bậc phụ huynh, còn nguyên nhân khác là tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là vỉa hè nhỏ hẹp và thường xuyên bị các hàng quán, hàng rong chiếm dụng. Trong khi đó, mật độ người và phương tiện giao thông trước giờ học và tan học tương đối cao, cộng với lưu lượng đông người tham gia giao thông cùng với thời gian cao điểm này dẫn đến cản trở ùn tắc cho người và phương tiện khác là khó tránh khỏi. Để giảm thiểu tình trạng này, trong thời gian vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết có nhiều chương trình phối hợp với các địa phương nhằm giảm tải áp lực giao thông cho các trường học. Theo đó, vào đầu các năm học mới, đều có các văn bản chỉ đạo cho các trường tiểu học tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các khu vực cổng trường, cử lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để sắp xếp việc đổ đầu phương tiện cho các bậc phụ huynh khi đưa đón con em mình đi học, về nhà. Tuy nhiên, công tác này còn chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, nên sau một thời gian thực hiện thì tình hình mất trật tự giao thông ở khu vực cổng trường lại tái diễn. Để chấn chỉnh thiết lập lại trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trường tiểu học ở thành phố Phan Thiết, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học phải tiếp tục vận động thường xuyên, liên tục các bậc phụ huynh đưa đón con em mình chấp hành những quy định về trật tự giao thông trước trường học. Qua tình hình từ đầu năm tới giờ thì em thấy là đa số phụ huynh cũng phần lớn đó là cũng chấp hành rất là tốt cái việc là đưa đón phụ huynh, đưa đón học sinh, và 100% là các em là đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đầu năm thì phụ huynh cũng chưa có việc ý thức là đưa con em vào cho đúng luồng, thì sau đó thì giáo viên chủ nhiệm cũng như ban giám hiệu là qua các cuộc họp như trao đổi với lại phụ huynh và phân luồng thì cũng kẻ vạch ở trước cổng trường phụ huynh cũng đã, hiện nay thì tất cả phụ huynh đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của các giáo viên trực ban và của nhà trường. Trước kia tình hình như vậy thì để đảm bảo thực hiện theo cái chỉ đạo của ngành các cấp cũng như cái kế hoạch của nhà trường đó, thì nhà trường tập trung vào nhiều cái nội dung. Ở trong đó có mấy cái nội dung mà chúng tôi là quyết định làm hàng ngày, đó là tiếp tục tổ chức cái tuyên truyền trong cái đội ngũ thầy cô, các em học sinh, rồi cũng như là thông qua các em học sinh thì đến cái cha mẹ học sinh để cùng nhà trường phối hợp trong cái việc thực hiện cái an toàn giao thông. Cái nội dung thứ hai chúng tôi tiếp tục làm đó là chúng tôi duy trì cái việc chia suất khi học sinh ra về, mà cụ thể là chúng tôi chia 3K, ba ca dành cho học sinh khối 1, học sinh khối 23 và học sinh khối 45. Mỗi một cái ca đó cách nhau 10 đến 15 phút và chúng tôi tổ chức đi hai cái cổng chính và phụ. Thì sau một cái thời gian tổ chức thì đến thời điểm này mặc dù là vẫn còn cái ùn tắc bộ, nhưng mà cái cơ bản thì cũng thấy là có nhiều cái kết quả. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một số cái biện pháp bữa nay và một số cái biện pháp tiếp theo nữa. Thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện này tại các nhà trường. Về phía lực lượng dân phòng, trật tự phường, cảnh sát giao thông, lực lượng liên quan cũng phải thường xuyên bám sát địa bàn nhằm hướng dẫn phân luồng, nhằm ổn định tình hình giao thông, đồng thời phải kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm lấn chiếm lòng lề đường của các hàng quán, hàng rong xung quanh khu vực nhà trường. Có như vậy thì mới dần giảm thiểu được tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường vào giờ các bậc phụ huynh đưa đón con em mình, đem lại môi trường học tập và giao thông an toàn lành mạnh cho các em cũng như mọi người xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình An toàn giao thông kỳ này đến đây là hết. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các hạ tầng số như website binhthuận.tv.vn hoặc bttv.org.vn, app Truyền hình Bình Thuận, Facebook Truyền hình Bình Thuận, YouTube Truyền hình Bình Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.